bồ ta. Thôi há cơ mà, có phải nhe răng để dọa người đâu. Thôi ngồi đây đi, sâu răng rồi. Nhìn một phát biết sâu răng luôn ạ. Không những sâu một cái mà đi cả hàm cơ. Có nhầm lẫn gì không ạ? Sao mà nhầm được, cô nói như vậy là cô ý là bảo tôi là chuyên môn kém đúng không, mà không biết khám đúng không? Không phải, nhưng mà em một ngày đánh răng đến 2-3 lần chưa kể, còn nó xúc miệng nước muối, mà em cực kỳ ít khi ăn đồ ngọt, làm gì có chuyện sâu răng được. Mà sâu gì, sâu cả hàm. Tôi nói cho cô biết nhé, cái việc gì nó xảy ra nó đều phải có nguyên nhân, hiểu chưa? Không ăn đồ ngọt, đánh răng thường xuyên, tại sao lại sâu răng được? Chị bác sĩ kiểm tra lại cho em ạ. À, em thấy có cái gì nó cứ sai sai ấy ạ. Tôi chết rồi. Này. Dạ. Chồng cô bị bệnh đái tháo đường đúng không? Sao bác sĩ biết ạ? Sao lại không biết? Sâu cả hàm này không biết. Khó thế mà bác sĩ cũng biết đấy. Về bảo ông ấy, mà cô ấy, chính là cô ấy, hạn chế vấn đề thôi. Nhé. Dạ. Ra kia lấy đơn thuốc rồi đi về đi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Thủ tù bà nó lắm vào. Bác sĩ ơi. Ừ, ai? Dạ, em chào bác sĩ ạ. Có chuyện gì? Thì em... Em sao? Em đến khám bệnh ạ. Khám bệnh thì ngồi xuống. Dạ. Cái khám ở đâu, bệnh gì? Em muốn khám. Khám cái gì thì cô phải nói úp mờ mờ ấy. Khám cái gì? Dạ em vào chỗ ấy ạ. Chỗ ấy à? Dạ. Nhìn thì cũng ngon nghẻ. Thế mà chỗ ấy này hỏng à? Phí thật. Thế chỗ ấy làm sao? Bác sĩ, em cũng chẳng hiểu sao ấy. Mấy hôm nay em cứ bị đau ở hai bên mép ấy ạ. Mà em bóp vào thấy có một cục u nhỏ nhỏ, mà cứ tối đến là đau, không có làm ăn được gì cả. Đau ở hai bên mép. Tối đến này không làm ăn được gì. Chết, thế này thì chết. Đau ở mép này còn có cục u nhỏ nhỏ, tối đến không làm được gì à? Dạ. Thế này thì tắc trách quá. Thế em đã xem kỹ chưa? Ừ, em có xem rồi. Ừ, nhưng mà nó có cái nhiều cái sợi quá. Nên em... Lông gì? Thẳng tuẹt ra vào vấn đề chính đi. Úp mà mở đấy chỉ có tôi, anh và em thôi. Dạ. Em không phải trình bày, không, dạ. Không phải ngại ngùng gì nhá. Dạ. Thế bây giờ mình khám luôn nhỉ? Khám ở đây ạ? Ừ. Không được bác sĩ ơi. Sao không được? Đây làm sao? Có camera này. Thứ hai là trời hơi sáng. Thứ ba là của em hơi bị xỉn màu ạ. Cái này còn thâm à? Không sao. Cái vấn đề này nhá, là anh là chuyên khoa rồi. Chuyên cái vấn đề mà thâm tím rồi á, mà nó vùng kín vùng kiết là chuyên khoa của anh đấy. Ở đây thì không tiện thì mình vào trong phòng ngủ của anh nhỉ? Được, đúng không? Dạ, dạ. Thế thì mình vào mình khám được nhỉ? Được, dạ dạ. Lên đấy, mời em vào. Để anh đóng cái cửa cái này trộm cắp như dưới. Dạ. Tôi vào đi em. Em ơi, dạ. Mình cởi ra mình khám nhá. Dạ, mình khám nhá. Mình phối kết hợp mình khám nhá. Em buồn quá. Buồn à? Mình khám luôn đi anh. Đây này, anh đang bắt mạch đây. Nhưng mà em khám chỗ ấy chứ không phải khám chân đâu. Khám chỗ ấy à? Dạ. Em làm anh dạo rực cái chết đi được. Anh ơi, thế thì để em tự vạch đây. Nó tự vạch á? Lần đầu tiên người phụ nữ mà nó tự vạch. Dạ. Rồi, anh anh ngạc nhiên lắm phải không? Cái gì đấy? Ngày trước thì em cũng có thói quen cạo, nhưng mà bây giờ em để thế này chưa tự nhiên. Cái gì đấy? Anh nắn đi, anh bóp. Cô đi mà nắn, cô đi mà khám, anh kinh quá. Cái này nó cũng hào hứng lắm cơ mà. Kìa. Mày biết tin gì hot chưa? Có gì hot à? Kể đi. Chưa có gì hot. Thank you.
đủ hot chưa? Hot rồi. Mấy giờ rồi mà bỏ bánh xác ra hả? Không nấu cơm đi. Tôi đi nấu đây mình ơi, tôi đi nấu đây. Nhanh. Dẹp quẹt nhà là phần đàn ông cổ. Làm cái gì mà không rửa bát? Rồi ôi lại còn lâu trước à? Chứ ngu lắm cơ. Tí nữa rửa bát nó tay hết à? Thế phải làm thế nào? Ê, người ta đã bảo rồi, dạy chồng là phải dạy từ cái thủ bơ vơ mới về. Đi để đây tôi không bảo một cái. Đi rửa bát. Xong rồi lâu. Oh no. Đấy. Không phải cầm cái này mà cầm cái này này. Làm đi. Nhục nhã. Nhục nhã, tôi không muốn thấy bà đâu. Em đang đi này, lỡ ai lời nhé. Lỡ lời. Ông mình. Ông có mấy cái quần áo mà phơi để nhắc nhúng này hả? Tôi đang chuẩn bị rút vào để tôi làm mà mình. Chúng nó chết chưa?
Này, đằng này nhá, chỉ cử cưng thôi. Này nhá, tại cô phản bội tôi trước nhá, đồ phản thôi. Tình yêu đến có khi nào tối nay anh đến với em mà lại cho đông à. Ông sẽ cho biết tối nay ông về với vợ. Chết cho tối nay anh sẽ bù. Không được, ông ấy đâu đơn giản. Xin mới đây rồi. Ông sẽ cho biết những tin là như thế nào. Được đấy. Qua là điều bình thường luôn đi. Này, ông thôi ngay cái trò thử vợ đi nhá. Có thử ấy thì phải tìm hiểu kỹ. Dán luôn tôi đi công tác bao giờ? Cái này thì em sai rồi nhá. Giám đốc em phải đi công tác. Ai bảo thế? Vợ ông ấy vừa nói với tôi xong. Vợ này gì? Vợ đấy. Úi giời ơi. Trông như con. Này. No.